chào anh em. Hôm nay đường cao tốc 21 km nữa. Anh em Monkey Media lại lên Hà Nội để quay clip MV cho một cháu học sinh trường VinSchool. Thì tôi sẽ quay cho các bạn xem nha. Tôi vừa xong địa điểm quay đầu, đó là trường tiểu học VinSchool. Thì bây giờ anh em chúng tôi di chuyển đến địa điểm thứ hai, đó là công viên khu vực cổng đấy. Các bạn nhìn thấy không, đường xá rất là đường Hà Nội rất là đông. Tôi vừa quay ở trong khu Vinhome kia siêu đẹp, còn ra ngoài đây thì cổng đường nó đã là hai thế giới khác nhau. Yo anh em, mình vừa quay ở công viên xong, vừa đi ăn cùng với em, vừa làm phim xong, đang đi đến ga tàu điện đây. Các bạn thấy không, bây giờ là 1:20 buổi trưa, trời nắng chang chang, ấy còn nhà rất to, đường rất đông, Hà Nội đúng là không thể vội được. Quay xong ở trên ga tàu điện Cát Linh Hà Đông rồi. Đường Hà Nội đông quá trời các anh. Còn phim hùng hậu mùa Covid. Hôm nay là được đi vòng quay Hà Nội đi. Đường Hà Nội luôn. Đi về quay về đói quá ăn kẹo. Tôi huyết áp. Các bạn nhìn đường em tắc hết này, không phải đấy Hà Nội cũng vội rồi. Vậy thôi, clip vlog của chúng tôi đến đây là vậy là kết thúc rồi. Các bạn thấy hay thì nhớ like, subscribe nha. Nào, hãy cùng xem sản phẩm thôi. Bạo lực học đường đang là một vấn đề rất nóng, cả ở thực tế cũng như trên mạng xã hội. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý cũng như sự phát triển của trẻ em. Là một học sinh lớp 4A7 trường VinSchool Green Bay, em xin đưa ra những ý kiến cá nhân của mình, mong sẽ góp một phần nhỏ để cải thiện được vấn đề này. Hôm nay trên đường đi học em có thấy hai bạn bắt nạt nhau, hai bạn ý xô đẩy nhau ngã, còn các bạn khác thì đứng đằng sau, không vào can ngăn, không vào bảo vệ. Không biết ai đúng ai sai, thế nào lại mất đoàn kết rồi làm nhau đau. Và rồi mọi người đi được bước để can ngăn hòa giải, chúng ta cùng chung một mái trường thì cần học những điều hay lẽ phải, để sau này lớn lên làm thật nhiều điều tốt đẹp cho đất nước. Đừng để những hành động tiêu cực ảnh hưởng xấu đến từng bước tương lai. Những hành động bạo lực đó không chỉ diễn ra ở ngoài thực tế, nó còn xuất hiện trên mạng xã hội và các bạn coi đó là trò hề. Mỉa mai miệt thị người khác và lại nghĩ đó là những niềm vui, không coi nó làm hành động xấu mà mỗi chúng ta cần phải đẩy lùi. Tại sao lại làm như vậy? Tại sao không yêu thương nhau? Tại sao xa lánh miệt thị? Tại sao nói xấu và đe dọa nhau? Tại sao lại không đoàn kết? Tại sao không tích cực lên? Tại sao lại để bạo lực học đường diễn ra ngày một nhiều thêm? Tại sao? Của đất nước chúng ta phải cố gắng nhiều hơn, cần phải biết lắng nghe học hỏi để bản thân mình được hoàn thiện hơn. Cần phải nhận biết phân biệt được đâu là sai, đâu là đúng, không để những tư tưởng xấu làm cho suy nghĩ của mình mông lung. Có bố mẹ ở cạnh chăm lo, có thầy cô ở bên chỉ dạy, những điều tuyệt vời hãy đem cho và để rồi sau này ta nhận lại. Tránh xa mạng xã hội, giữ tâm hồn trẻ thơ, thêm yêu những phép toán, thêm yêu những vần thơ. Em mong những việc bạo lực học đường sẽ biến mất đi. Em mong có một môi trường thật tốt để học tập và giải trí. Em mong sẽ không có bạn nhỏ nào bị xa lánh kỳ thị. Em mong xã hội này sẽ ngập tràn những điều tươi đẹp.
cảm ơn các thầy cô giáo và cảm ơn Vinschool đã cho em một môi trường thật tốt, có đầy đủ mọi thứ. Cảm ơn bố mẹ rất nhiều, con yêu bố mẹ nhiều lắm. Và con hứa sẽ học tập thật tốt để bố mẹ khỏi suy tư. Chia sẻ tí là clip hết. Tưởng hết rồi nhưng mà đấy, các bạn xem xong clip này hay thì chắc là hay rồi, đúng không? Nhưng mà tiếp tục clip vlog của mình ở trên thì hai anh em mình lạc đường. Đúng là ngáo ngơ. Em quên phố đi lạc. Làm nào lạc đúng về cái chỗ mà ngày xưa mình học là thị trấn Thường Tín. Đấy, các bạn thấy không? Ngày xưa mình học các đoạn truyền hình. Không có cả điện hình, cũng không có mình ngày nay, cũng không có mang camera ngày nay.